Tài Tâm. Hello. Bận đồ đẹp chỉ đi ra rước chào đón gia đình bà Tám thôi đó. Thank you. Hôm nay lễ Father's Day, bà Tám dắt gia đình ba mẹ đến ăn. Yeah. Ông chính phải thay đồ cho thiệt đẹp. Chương trà. Lúc nào cũng sẽ được lên live. Trời ơi, hôm nay đẹp trai quá ông ơi. Má ơi má. Qua đây nè má. À. Nói đi. Trời ơi, bái két với lại Tina ngồi đây. À, đồ ăn đã có kêu sẵn rồi nha. Hello Tina. Bái két. Ủa vậy hả? Hello con. Con đang ăn gì vậy? À, cua lột, món ốc len xào dừa mà ông ngoại thích nè, con kêu sẵn nè. Đây là món món gỏi cuốn cá nè, mực chiên giòn đây. Trời, cái két nó tới nó kêu sẵn luôn vậy đó hà. Đó, bên này cũng là những món đây con đây. Ốc len này to đúng không ba? To. Ông ngoại đang ăn ốc len. Bây giờ mình hát Happy Father Day 3 đi nha. Bây giờ con qua con hát Happy Father Day ba nha. Ba ơi ba. Lần này ăn ngon giống như mấy lần trước, nhưng mà hy vọng cái lần sau này. Hy vọng thôi. Tức là đến cái lần sau mà lại ba chết rồi. Dạ. Ba ăn ở đây, ba thấy ba thấy sao cho con biết ý kiến đi. Lần thứ ba này ăn lần thứ nhất ngon thì lần này ngon. Mà hy vọng lên sau ăn được mẹ không có nè. Ba đang uống gì? Uống bia hả? Lên sau nữa con sống ấy, con ăn để con được. Còn sống nếu, chứ sao không còn sống được. Không. Dĩ nhiên là phải còn sống rồi. Chúa kêu già rồi. Chúa kêu mình già rồi. Biết lúc nào Chúa còn nói rồi trong phúc âm nè. Chúa sư khoan con vô lơ. Không cướp mình cái đồ. Nghe chưa? Wow. Chúa sư khoan con vô lơ. Trong phúc âm nha. Chứ đừng có riêng mới sống mà sống ngoài đó. Đều sang năm con lại quý. Dạ. Con phải con chứ. Ông ngoại thích nhất là ăn ốc len xào dừa ở đây. Tới đây là nó có cái gì ốc len là được rồi, là đủ rồi. Không cần ăn cái gì. Ba không ăn gỏi hả? Ăn rồi. Ba không có ăn mực chiên giòn hả? Ngon không? Không có gì hết. Ngon ha, cái gì cũng ngon đúng không? Má làm sao má? Má ăn ngon không? Tiệm này ngon nhất luôn, trời ơi. Bà ngoại đến tiệm này ngon nhất. Đó, bây giờ mình hỏi tiếp theo thêm vài người nữa nha. Đây là món lẩu măng chua. Cá măng chua nhưng mà Tấn kêu thêm bạc hà vô, tại Tấn thích ăn bạc hà. Đó, chưa có sôi cho nên mình chưa có mở ra được nha. Đây là cái lẩu ở trên đây. Ông ngoại vẫn còn hút ốc len xào dừa. Đây là Tina, con của chị Cam Thanh, chị của Tám. Con mấy tuổi? Đó, hôm nay là con với lại mẹ Cam Thanh từ ở Việt Xí Nhà qua đây luôn, qua Cali chơi. Con qua Cali con thấy làm sao? Nó vui lắm, có nhiều đồ ăn quá. Có nhiều đồ ăn quá, khoái không? Dạ khoái. Con qua đây là lần thứ mấy? Ở trong restaurant không qua Cali á, đạo hồ lần thứ hai đúng không? Còn restaurant này là lần đầu tiên hả? Ồ, lần đầu tiên đấy. Rồi hồi nãy giờ con đã ăn món gì rồi? Con ăn ốc len xào dừa đúng không? Rồi ăn gì nữa?
Một cái à? Cua lột. Dạ. À, cua lột. Với lại gì nữa? Với cỏi cuốn. Cỏi cuốn, cỏi cá cuốn đúng không? Dạ. Con thấy làm sao? Ngon quá. Dạ. Ngon lắm hả? Dạ. Ngon dữ không? Được, đừng có chọn lần, bán xe đưa được rồi. Ngon dữ không? Ngon dữ lắm. Ngon dữ lắm hả? Ok. Rồi vậy là mỗi năm kêu mẹ dắt qua đây hè á. Dắt qua đây nha. Để tới đây ăn chứ cái gì hết ha. Trời ơi, tướng nó ốm nhè không nhắc là ăn đã luôn á, mình đâu dám ăn, sợ mập, mình không dám ăn. Ha, có gì con ăn giùm cô Thơ nha. Ok, cảm ơn các bạn. Tám đang ngồi với ông chủ quán là ông Chính Quầy Tâm tại quán Hương. Tám ăn ở đây là coi như nói đúng là không biết bao nhiêu lần nữa. Không biết bao nhiêu lần mà không giờ có đếm được, tại vì nãy phỏng vấn ông ngoại thì ông ngoại nói đến đây được 3 lần, còn bà mình phỏng vấn chị Cam Linh thì chị nói là tới đây được 2-3 lần gì đó, rồi cứ cô bé này thì nó tới lần đầu tiên, còn tôi là coi tôi có biết lần phải bao nhiêu lần luôn. Tám dắt ba tới, dắt má tới, dắt gia đình tới, dắt bạn bè tới, dắt đồng bọn tới, và hình như là đồng bọn ở xa ở những địa bàn khác tới là cũng dắt tới đây. Tám dắt tới. Vậy là phải cảm ơn Tám rất là nhiều. Ngoài ra nó không những nhắc tới nha, mà còn nhiều khi ở nhà có tiệc tùng gì đó đặt là anh đem tới luôn. Anh đem tới và nhiều ông Chính ngon lắm. Yes. Mà đặt nhiều quá rồi cái số lượng nó rất là lớn, nhiều khi ông Chính rất là phiêu bát cho nên đích thân ông Chính phải giao lại tới nhà luôn. Xong rồi ở lại đó nhậu luôn. Trời ơi. Đó, cho nên là ở đây rất là nhiều món ngon, rất là nhiều. Hồi nãy giờ là Tám giới thiệu những cái món là rất là ngon, nhưng mà có những cái món Tám như là mỗi lần tôi tới đây là tôi ăn cái cuốn chả ca, cuốn cá thôi. Lúc nào tôi cũng phải ăn cái món đó. Tám giống chị Hồng Đào. Thì chị Hồng Đào nói là cái gỏi cuốn cá đó, thứ nhất là ăn nó đầy, là nó chỉ có cá, không bị mặn, không có bị mặn. Trong khi xưa có một chút xíu khóp là bún ở trong đó thôi, còn như là rau chấm với mắm mè. Mỗi lần tới đây là tôi ăn cái này. Tám tấm mình làm cái trang YouTube mà về thức bao lâu rồi? Mới có 1-2 ngày nay thôi. Mà tôi quay được 2 tiệm rồi, tiệm của Quầy Tâm là tiệm thứ 3 đó. Ok. Wow. Đây là cái phần cuốn cá nè quý vị đó, một phần nó 3 cuốn, nó giống như là gỏi cuốn tôm thịt vậy đó, nhưng mà thay vì bỏ cuốn gỏi cuốn tôm thịt đó thì mình làm cá mà cá này là cá catfish fillet, mình làm xong cái mình tròn bột lại, xong rồi cái mình deep fry, nó giống như là cái như dạng giống như của Nhật đó, nó gọi là tempura đó, xong rồi mình cuốn lại mình cắn nó giòn giòn, ăn nghiền lắm, lần nào tới cũng phải ăn cái món này. Rồi ông ngoại thì mê ốc lem xào dừa. Ông ngoại mê ốc lem xào dừa. Cứ ăn miết vậy đó. Mới tới đây đòi ăn. Hồi sáng này phải để ba muốn ăn đâu? Ăn muốn ăn chỗ ốc lem xào dừa không? Cảm ơn ông ngoại, ngoại cười liền. Mừng lắm. Cảm ơn ông ngoại. Tại vì ốc len xào dừa là mình xào bằng nước dừa tươi nên đã ngoài đâu chị Linh nói gì chị Linh vừa mới xuống sân bay chị đi nhà thờ là cái này cảm ơn chị Linh là đúng ngày chủ nhật tuần trước thì như chị tới đây lần thứ hai là xuống tuần mà ăn hai lần là coi như là tại không có thời gian chứ có thời gian mỗi ngày chị tới đây. Trời ơi dữ dạ được dạ em tiếp có gì đâu mà không thì thật sự nhất là quảng cáo mà không, thứ nhất là gì nào cũng phải làm quảng cáo, nhưng mà trên cái menu của quán Hương là nó có trên 100 món. Wow. từ cái những cái món bún mà để ăn riêng như là canh bún, bún riêu, bún thịt nướng chả giò, cho đến bún mắm, cho đến mì gõ, ha, là những cái phần ăn riêng, và cho đến những phần cơm phần gia đình, rồi đến ốc và lẩu. Lẩu mắm cũng rất là ngon. Tám chỉ thích ăn lẩu mắm ở đây. Tám thích ăn lẩu mắm ở đây, nhưng nếu mà ăn lẩu mắm thì phải tới đây ăn lẩu mắm. Dạ, cái này là Tám tự phát tâm là quay quảng cáo cho ông Chính. Ông Chính chưa có trả tiền. Trời ơi, mình người ngoài người ta mình còn đi giới thiệu được cho người ta mà mắc mớ người thân của mình. Cảm ơn. Mình chơi thân với nhau mà mình không đi quay cho người ta đúng không? Đó. Thật sự là lần nào hình như là ngon thiệt. Tám là quay là ăn chỗ nào mà thấy dở là nói dở liền. Mà ngon là nói ngon chứ không có nói bộ nó xạo không có. Tám Tám đỡ Tám giờ để Tâm nếu mà trả tiền thì Tâm sẽ nói chết kia đi. Giỡn chơi. Đây mình quảng cáo mà mình đâu có lấy tiền cho nên lẩu nói thiệt. Nói thiệt nhưng mà rõ ràng ở đây món nào cũng ngon nha các bạn. Lẩu mình có lẩu lươn nè, lẩu mắm nè, lẩu cá nè, lẩu tôm nè.
có nhiều loại lẩu lắm và ốc cũng vậy, làm ốc tươi, đa số là ốc tươi chứ mình không có mua cái giỏ ốc về rồi mình mua đồ mua xin mình bỏ lên. Wow, nhưng mà cái đó mấy cái thứ đó là phải tùy theo khách, cái người khách họ ăn họ phải taste những cái đó mình không nói được. Rồi. Cảm ơn sẵn đây là cảm ơn ông Hoài Tâm đã tiếp đón khách khứa rất là dễ thương. Coi như ai mà tới đây là coi như là thường thường là sẽ gặp Hoài Tâm, xui lắm mới không gặp thôi. Chứ tôi tới đây lần nào tôi cũng được gặp hết trơn á. Không phải đâu, thứ nhất là tại vì Tám lần nào Tám đến Tám cũng bắt nhắn tin trước hết cho nên là phải chạy ra đón. Đúng rồi. Hôm nay ăn bận đẹp như là tại vì đón tiếp Tám như là ông ngoại bà ngoại của mấy đứa nhỏ nè. Thứ nhất là như vậy, cảm ơn Tám đã có nhà ý tới đây quay một cái chương trình này để quảng cáo cho cái tiệm quán hương cũng như là cho ông chính. Các bạn ơi, các bạn cũng như đồng bọn nhé, nếu mà quý vị coi xong xuôi nhớ subscribe cho bà Tám để bà có thêm tinh thần để bà đi làm, tại vì thật sự đây là làm free, không có trả tiền gì hết. Thì bà Tám mới thấy cái gì ngon, giống như là Việt Hương vậy đó, làm những cái món ăn vặt thì chúng ta đến những cái gì ngon mình giới thiệu tới bạn bè ở khắp mọi nơi. Nhiều khi mình ở xa tới Phước Long Thọ mình đâu có biết đi đâu, còn mình cũng không biết ăn cái gì hết. Đây là một cái việc làm rất là đẹp của bà Tám, cho nên là cảm ơn Tám rất là nhiều. Cho nên đồng bọn coi xong nhớ subscribe, nhiều khi subscribe nhiều để bà Tám bà có tinh thần. Đúng rồi đó. Rồi bà nhiều khi người ta thấy nhiều người coi quá, bắt đầu mới có YouTube nó mới quảng cáo rồi bà mới hốt tiền. Mục đích nó đâu vô. Tại vì tôi cái. Nhưng mà phát tâm phải làm cái này nè. Nhưng mà bắt đầu là từ phát tâm thiện nguyện. Đã thích làm việc giúp đời, đó là cái tánh của Tám rất dễ thương. Cảm ơn các bạn bè ở khắp mọi nơi, cũng như cảm ơn đồng bọn. Có dịp tới ghé tới Cali nhớ vô trong cái trang của bà Tám. Nó ghé vô trong cái trang YouTube của bà Tám trước. Cứ coi và coi chỗ nào ăn uống từ quán Tây quán ta nha, quán từ sang cho đến quán bình dân nha. Rồi mình muốn ăn cái gì mình cứ coi theo dõi Tám, subscribe cho Tám, cũng như là phải nhớ tới quán hương để gặp Hoài Tâm. Cảm ơn. Cảm ơn ông Sa, ông Chính, cái quần lộn ông Sa. Cảm ơn rất nhiều. Đây đặc biệt quán hương có một món mì xào giòn. Mì xào giòn tới hai dĩa lận. Trời ơi, không biết ai ăn đây, chỉ cho các bạn coi ai là người ăn hai cái dĩa mì xào giòn này nha các bạn. Tàn tàn tàn, anh Phúc. Trời ơi, anh Phúc coi như là lần nào ảnh tới đây ảnh cũng kêu cái món này. Đúng không anh Phúc? Đúng. Đến thì cũng bắt trước ba luôn. Tới đây kêu hai cho con hai dĩa mì xào giòn chơi gì đó. Bây giờ đã ăn xong xuôi hết rồi, bây giờ tính tiền nha, tính tiền nha các bạn. Anh nó đã đọc giá tiền cho các bạn coi nha. Một cái chai Heineken ông ngoại uống là 3.50 nè. Cái lẩu lẩu măng chua là 26 đồng 98 đồng 95 sen. Hai cái gỏi cuốn cá là 12 đồng 50. Hai cái gỏi rau tiến vua là 25 đồng 90. Hai cái cua lộn chiên giòn 25 đồng 90. Hai cái mực chiên giòn là 21 đồng 90. Rồi hai cái ốc lên xào dừa là 23 đồng 90. Một cái lẩu thái nhỏ là 28 đồng 95. Hai cái mì xào giòn là 23 đồng 90. Rồi hai cái cà phê sữa đá là 7 đồng. Hai cái chả đá là 1 đồng 50. Một cái rau má đậu xanh là 3 đồng 50. Trời ơi, nãy tôi quên cái gì đúng không? Tôi quên trắng miệng. Tôi quên quay cái bánh plăng. Trời ơi, tôi quên đi. Bánh plăng là không có tính tiền tôi đó. Tôi quên mất tiền rồi. Trời ơi, rất là ngon, bánh plăng rất là ngon. Đó. Rồi bây giờ total tất cả là 207 đồng 40 cộng với tiền thuế 19 đồng 18.
tất cả là 226 đồng 58 sen. Đúng không? Rồi đó. Điều tiền đây các bạn nhé. Rồi bây giờ mình tính